còn về hệ thống mạch cấp máu cho vùng cẳng chân sau rồi kéo dài xuống dưới tới gan bàn chân cấp máu cho các cấu trúc gan bàn chân thì như thế nào chúng ta sẽ quan sát trên hình ảnh các cấu trúc cơ vùng cẳng chân sau đã được cắt bỏ đi một phần để chúng ta bộc lộ các thành phần mạch và thần kinh cũng như là đường đi của nó chúng ta thấy hình ảnh của cơ khoeo và đầu bên trên của đầu bám nguyên ủy của cơ dép ở lớp sâu thì chúng ta sẽ thấy rằng là bám vào giữa xương chảy xương mát và màng gian cốt chúng ta có cơ chảy sau nằm ở giữa ở ngoài hơn là cơ đi đến ngón ở trong hơn à, chúng ta có cơ gấp ngón chân cái dài và ở trong hơn đi tới các ngón còn lại ở ngoài hơn thì đó là cơ gấp các Ngón chân dài Ở à, dưới này là các đầu gân của nó Cơ gấp các ngón chân dài Gân màu tím là gân của cơ chày sau Và màu nâu bên trong thì đấy là gân của cơ gấp ngón chân cái dài Và tại vị trí của ống cổ chân Được giới hạn bởi mắt cá trong của xương chày Với mỏm trong của hủ gót Và nó được đậy lại bởi hãm gân gấp các hình ảnh của hãm các gân gấp. À một cấu trúc giữ các gân gấp và làm điểm tựa cho các cơ gấp hoạt động. Ở xuống dưới thì chúng ta thấy à, tiếp theo là gân phần gân ở mặt gan chân của cơ gấp các ngón chân dài và cơ gấp ngón chân cái dài. Đây hình ảnh đầu tận hết của gân cơ tam đầu là gần gót. Chúng ta có thấy hình ảnh của uh, màng gân cốt căng giữa xương chày và xương mác với uh, lỗ, một lỗ ở bên dưới. Lỗ này là lỗ chúng ta vừa nhắc tới, nơi mà nhánh xiên của động mạch uh, mác chui qua đó để chạy ra ngăn cơ mạc vùng chân trước. À, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của các uh, động mạch như sau ở bên uh, trên vùng uh, khoeo. À, thì chúng ta thấy uh, động mạch uh, Khoeo sẽ chia đôi thành các động mạch chảy trước và động mạch chảy sau. Các động mạch này sẽ chui qua cung gân của cơ dép để xuống dưới vùng ngăn cơ mạc vùng cẳng chân sau và dĩ nhiên rồi chui qua đó thì nó sẽ nằm giữa cơ dép với các cơ lớp sâu, tức là giữa các cơ ở lớp phần nông và phần sâu của ngăn cơ mạc cẳng chân sau. À, tại vị trí này thì chúng ta đã vừa chỉ ra một cái mối tương quan về mặt thần kinh đó là thần kinh chày ban đầu thì nó nằm ở sau ngoài hơn so với cả các thành phần mạch nhưng xuống dưới thì nó bắt chéo để nằm ở phía sau trong hơn so với cả các thành phần mạch này và chúng ta có hình ảnh của thần kinh chày à, chúng ta lược bỏ đi thành phần tĩnh mạch cho đỡ phức tạp với hình và chúng ta có thần kinh chày các cấu trúc động mạch khoeo và thần kinh chảy động mạch chảy trước thì chúng ta vừa mô tả nó sẽ chạy qua một đoạn ngắn ở ngăn cơ mạc cẳng chân sau rồi chạy ra ngăn cơ mặt vùng cẳng chân trước và chúng ta sẽ thấy rằng là ở trong ngăn cơ mặt cẳng chân sau sự xuất hiện của động mạch chảy sau À, chúng ta cũng tương tự đến mức mặt cắt qua các cơ thì chúng ta cũng ngắt động mạch tại vị trí này chúng ta thấy động mạch chảy sau lộ ra động mạch chảy sau lộ ra nó chịu sự che phủ của cơ dép và ở mặt sâu của cơ dép thì chúng ta đã chỉ ra là có một vách gian cơ À, ngăn cách giữa cơ dép các cửa lớp nông và các cửa lớp sâu à, chúng ta có hình ảnh của vách gian cơ ngang cẳng chân vách gian cơ ngang cẳng chân đây nó sẽ điều chịu sự che phủ của cả cơ dép và vách gian cơ ngang cẳng chân ở phần trên thì đồng mạch chảy sau chạy ở trên mặt sau của các cơ Bao gồm có cơ chày sau Và cơ gấp Các ngón chân dài à, Tới phần 3 giữa thì nó vẫn tiếp tục Chạy giữa Sau so với cả Cơ gấp các ngón chân dài Và gân của cơ chày sau Và cho tới 1 phần 3 dưới Thì Động mạch chày sau Chạy ra ngoài hơn gân Của các cơ này Và nằm sát mặt sau của đầu dưới xương chảy đây là hình ảnh của động mạch chảy sau ở phần dưới nó chạy ở sau hơn so với cả cơ chảy sau và cơ gấp các ngón chân dài để xuống 1 phần 3 dưới nó chạy ra ngoài hơn so với gân của các cơ này và nằm ngay ở sát mặt sau của đầu dưới xương chảy và nó cùng với cả gân của các cơ này chạy vào trong ống gót để tận hết tại vị trí này tận hết tại vị trí điểm giữa đường nối giữa mắt cá ngoài với mỏm trong của ụ gót nơi tận hết của động mạch chảy sau là nơi mà động mạch này sẽ chia đôi thành các động mạch có tên gọi theo vùng mà nó nằm các động mạch này lúc này tới nằm ở tại vùng gan bàn chân và các động mạch nhánh tận của động mạch chạy sau, chạy xuống nằm ở gan chân được gọi là các động mạch gan chân. Ta có động mạch gan chân ngoài và động mạch gan chân trong. trên đường đi thì động mạch chày sau sẽ tách ra các nhánh như sau à, các nhánh đầu tiên kể tới à, nó nằm ở vùng cẳng chân sau nên nó sẽ tách ra các nhánh tới cấp máu cho cơ dép và các cơ ở lớp sâu vùng cẳng chân sau bao gồm có cơ chày sau cơ gấp ngón chân cái dài rồi cơ gấp các ngón chân dài đó là các nhánh cơ loại nhánh thứ hai động mạch chảy sau tách ra đó là một nhánh rất lớn à, một nhánh tách ra chạy lách giữa cơ gấp ngón chân cái dài với cả cơ chảy sau để chạy xuống dưới à, hướng về phía xương mát ban đầu nó nằm à, ở giữa các cơ chúng ta vừa nhắc tới và sau đó thì động mạch này nằm ở ngay sau xương mác chúng ta có hình ảnh của nhánh bên lớn nhất động mạch chế sau có tên gọi là động mạch mác trên đường đi thì động mạch mác cũng tách ra các nhánh để cùng với động mạch chảy sau cấp máu cho các cơ bao gồm có cả cơ dép và các cơ lớp uh, sâu của vùng uh, cẳng chân sau. Các nhánh uh, tách ra để cấp máu cho cơ và nó tách ra một uh, nhánh uh, xiên ở mức khoảng 5 cm trên uh, mắt cá ngoài để chui qua một uh, lỗ có ở màng gian cốt. Nhánh uh, xiên này sẽ chạy ra trước sau khi chui qua màng da lỗ ở màng gian cốt để tiếp nối với cả động mạch mắt cá trước ngoài tham gia vào mạng mạch quanh mắt cá ngoài. Và phần tận hết của động mạch mắt là động mạch chạy ra ngoài ở sau mắt cá. Động mạch này sẽ tiếp nối với cả động mạch mắt cá trước ngoài. Và có tên gọi là động mạch mắt cá ngoài và trước khi tận hết thì động mạch mát còn tách ra nhánh gót thường được gọi là nhánh gót ngoài để tới cấp máu cho da phủ mặt dưới và mặt sau của vùng gót chúng ta có nhánh gót như vậy có thể tổng hợp các nhánh của động mạch mác bao gồm có nhánh cơ à, nó tách ra cả nhánh nuôi xương mát nhánh nuôi xương chúng ta có hình ảnh của nhánh nuôi xương nó sẽ chui vào trong để cấp máu cho xương mát à, loại nhánh thứ hai là nhánh xiên để tham gia vào mạng mạch quanh mắt cá ngoài à, nhánh thứ ba là nhánh gót và tận hết của nó đó là động mạch mắt cá ngoài đây là nhánh bên lớn nhất của động mạch chảy sau động mạch chảy sau còn tách ra ở đoạn gần một động mạch chạy ngược lên trên ôm quanh cổ xương mát để tiếp nối với cả các động mạch gối dưới ngoài của động mạch khoeo và các nhánh quạt ngược của động mạch chảy trước động mạch này có tên gọi là nhánh mũ mác người ta gọi là nhánh mũ mác bởi vì nó ôm quanh cổ của xương mác và tạo thành một mũ mạch với các động mạch quạt ngược chảy trước và động mạch quạt ngược chảy sau. Chúng ta thấy hình ảnh của nhánh mũ mát trên sơ đồ của các nhánh mạch đó là một nhánh tách ra từ động mạch chảy sau. Rồi ôm quanh cổ của xương Mark ra ngoài và tiếp nối với cả các nhánh của động mạch khoeo đó là động mạch hối dưới ngoài và các động mạch quạt ngược chảy sau và động mạch quạt ngược chảy trước đây chính là hình ảnh của nhánh mũ mác. Ta có nhánh mũ mác lưu ý rằng là nhánh mũ mác được gọi là mác nhưng nó lại là nhánh tách ra từ động mạch chảy sau các động mạch chảy trước và chảy sau thì đều tách ra ở từ động mạch chảy trước ở trước hoặc là ở sau màng gian cốt à cũng tương tự với cả động mạch mác thì động mạch chảy sau cũng tách ra nhánh để nuôi dưỡng cho xương chảy à chúng ta có cũng một nhánh nuôi xương tách ra từ động mạch chảy nhánh nuôi xương và chúng ta thấy có một sự tương đồng giữa động mạch chảy sau với cả nhánh lớn nhất của nó là động mạch mác về việc phân nhánh cấp máu nó đều tách ra các nhánh cơ để cấp máu cho cơ dép và các cưa lớp sâu vùng cẳng chân sau nó đều tách ra nhánh nuôi xương động mạch chảy sau thì tách ra nhánh nuôi xương chảy còn động mạch chảy trước thì nhánh nuôi xương mác và nó còn giống nhau ở các nhánh bên tiếp theo đó là việc động mạch chảy sau sẽ tách ra một động mạch chạy sau vào trong ôm lấy mắt cá trong và nhánh này sẽ tiếp nối với động mạch mắt cá trước trong tách ra từ động mạch chảy trước ở quanh mắt cá trong và động mạch này có tên gọi là động mạch mắt cá trong tương đương với cả động mạch mắt cá ngoài đó là nhánh tận hết của động mạch mắt à, người ta gọi đó là các động mạch mắt cá trong và ngoài bởi vì à, đây là các động mạch à, có nguồn gốc à, khác nhau mắt cá ngoài động mạch mắt cá ngoài là phần của tận hết của động mạch mắt còn động mạch mắt cá trong là nhánh bên của động mạch à, chảy sau à, còn các động mạch à, mắt cá trước ngoài và mắt cá trước trong à, có cùng một à, nguồn gốc và Tên gọi này giúp cho chúng ta phân biệt được nguồn gốc của các động mạch tham gia tạo thành mạng mạch quanh mắt cá. Chúng ta có động mạch mắt cá trong giống với mạng mạch mắt cá ngoài và một sự tương ứng nữa giữa động mạch chảy sau và động mạch mắt trong việc phân nhánh. Đó là động mạch chảy sau cũng trước khi tận hết cũng tách ra các nhánh gót. À, đó là nhánh gót trong và chúng ta cũng có hình ảnh của nhánh gót tách ra từ cả động mạch chảy sau và tách ra từ cả động mạch mát à, chúng ta có bốn loại nhánh giống nhau giữa động mạch chảy sau và động mạch mát các uh, nhánh cơ các nhánh nuôi xương các nhánh mắt cá trong và ngoài và các uh, nhánh gót và với việc uh, động mạch chảy sau tách ra nhánh uh, mũ mát trong khi uh, động mạch chảy trước thì tách ra các uh, động mạch quạt ngược chảy trước và động mạch uh, quạt ngược chảy sau để tiếp nối với cả các nhánh của động mạch khoeo đó là các động mạch uh, gối thì chúng ta sẽ thấy tổng hợp vòng nối ở quanh khớp gối, mạng mạch ở quanh khớp gối, quanh bánh chè, quanh xương bánh chè sẽ được tạo bởi các hệ thống mạch như sau. Các động mạch gối trên ngoài, gối trên trong tiếp nối với các động mạch gối dưới ngoài và dưới trong quanh xương bánh chè. Trong đó động mạch gối trên ngoài sẽ tiếp nhận nhánh xuống của động mạch uh, mũ đùi ngoài nhánh mà chạy ở trong cơ động ngoài để cấp máu cho cơ động ngoài chúng ta có nhánh xuống của động mạch mũ đùi ngoài chúng ta có nhánh uh, xiên thứ tư của động mạch đùi sâu sẽ tiếp nối với cả các nhánh cơ trên chúng ta có hình ảnh của nhánh xiên thứ tư của động mạch đùi sâu nó sẽ chạy ở sau khớp gối để tiếp nối với cả nhánh cơ trên của động mạch khoeo. Nhánh cơ trên của động mạch khoeo. Phần bên trên của mạng mạch quanh bánh chè sẽ tiếp nhận nhánh xuống của động mạch mũ đùi ngoài và nhánh xiên tiếp nối với cả nhánh cơ trên của động mạch khoeo. Còn ở bên dưới thì động mạch gối dưới ngoài sẽ tiếp nhận các nhánh chạy ngược lên từ hệ thống động mạch ở dưới cẳng chân bao gồm có các động mạch quằn ngược chạy sau, động mạch quằn ngược chạy trước tách ra từ động mạch chạy trước và nhánh mũ mác tách ra từ động mạch chạy sau. Có một đặc điểm liên quan nữa giữa động mạch chạy sau với cấu trúc thần kinh À, đặc điểm liên quan này giống so với liên quan giữa thần kinh mắc sâu với động mạch chảy trước ở vùng cẳng chân trước. À, chúng ta thấy hình ảnh của thần kinh chảy lúc này nằm trong hơn so với cả động mạch khoeo. Sau khi thần kinh chảy bắt chéo sau động mạch khoeo để chạy vào trong đoạn ở dưới nằm sau cơ khoeo. Ban đầu thì thần kinh chảy nằm ở trong hơn so với cả Động mạch, à, chúng ta thấy sự xuất hiện của thần kinh chày ở dưới lớp sâu của ngăn cơ mạc cẳng chân sau. À, chúng ta cũng cắt nó tới đây. Đến phần ba giữa thì thần kinh chày lại bắt chéo sau động mạch để ra ngoài. Và nằm ngoài hơn so với cả động mạch. chúng ta thấy hình ảnh của thần kinh chày bắt chéo sau động mạch để cuối cùng lại nằm ngoài hơn so với cả động mạch và mối tương quan này thì chúng ta cũng sẽ thấy tiếp tục ở phía dưới gan bàn chân nơi các thành phần thần kinh chạy cùng với cả các động mạch à, chúng ta cũng sẽ thấy sự lượn lờ của các thần kinh so với cả các động mạch ở phía vùng cẳng chân trước thì thần kinh mắc sâu ban đầu chạy ở phía ngoài hơn do động mạch sau đó bắt chéo chạy ở trong hơn do động mạch và đến phần ba dưới thì nó lại bắt chéo chạy ở ngoài hơn so với động mạch với thần kinh chày thì ban đầu nó bắt chéo sau hơn so với động mạch để chạy vào nằm trong hơn so với động mạch tại khoeo tức là so với cả động mạch khoeo thì xuống dưới cẳng chân thần kinh chày lại bắt chéo tiếp tục ở phía sau động mạch để chạy ra nằm ngoài hơn so với cả động mạch. À, các liên quan này giống nhau giữa vùng cẳng chân trước và vùng cẳng chân sau à, chỉ khác biệt ở chỗ rằng là liên quan giữa thần kinh và động mạch ở vùng cẳng chân sau À, kéo dài từ trên vùng khoeo trở xuống. Chúng ta sẽ xem vị trí của các thành phần mạch thần kinh trên một mặt cắt ngang qua một phần ba giữa của cẳng chân. À, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của các cơ ở ngăn cơ mạc cẳng chân trước bao gồm có cơ chày trước. À, chúng ta có cơ duỗi các ngón chân dài chúng ta có ở lớp sâu thì đó là cơ duỗi ngón chân cái dài ở phía ngoài thì chúng ta có các cơ mát dài ở nông và cơ mác ngắn ở sâu. À, các cơ này được uh, giới hạn bởi các vách gian cơ trước và vách gian cơ sau. Ở sau màng uh, gian cốt uh, giữa màng gian cốt với cả vách gian cơ ngang cẳng chân, uh, chúng ta có các cơ bao gồm có cơ gấp các ngón chân dài. Nó bám vào uh, nửa trong phần ba trên mặt sau của xương chảy có cơ gấp ngón chân cái dài và chúng ta có cơ chảy sau nằm ngay sau màng gian cốt à, ở ngăn nông thì chúng ta có cơ dép chúng ta có các bụng của cơ bụng chân đây là hình ảnh của bụng ngoài cơ bụng chân tương tự bụng trong của cơ bụng chân và chúng ta có cơ gan chân gân của nó chảy lách giữa bụng trong của cơ bụng chân với cả cơ dép chúng ta sẽ thấy hình ảnh của bó mạch nằm ngay phía trước so với cả xương chày và 1 phần ba giữa là nằm trước màng gian cốt. Chúng ta có một mặt cắt ngang qua vị trí này. Chúng ta sẽ thấy hình ảnh của động mạch chày trước và dĩ nhiên là sẽ có các tĩnh mạch đi kèm. Và lúc này là lúc mà thần kinh mắc sâu chạy bắt chéo trước là chạy vào trong hơn so với cả động mạch và chúng ta thấy ở bên trong hơn so với động mạch trước trong hơn so với động mạch đây là hình ảnh của thần kinh Maxwell sâu à chúng ta có bó mạch thần kinh chảy trước với thần kinh Maxwell sâu và đây là hình ảnh của động mạch và tĩnh mạch chảy trước trong ngăn cơ mạc cẳng chân trước ngay trước màng gian cốt ở trong ngăn cơ mạc cẳng chân sau chạy trên bề mặt của các cơ lớp sâu bao gồm có cả cơ chạy sau ở phần trên ở phần dưới thì nó nằm ở trước ở trên bề mặt của cơ gấp các ngón chân dài à, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của bó mạch thần kinh chạy sau bao gồm có ở mặt cắt ngang của phần ba giữa À, chúng ta sẽ thấy có hình ảnh của động mạch chảy sau và cũng các tính mạch đi kèm lúc này dưới cẳng chân thì có hai tính mạch đi kèm và nằm ở ngoài hơn lúc này là lúc thần kinh chảy đã bắt chéo để chạy ra nằm ở ngoài hơn so với cả động mạch chảy sau à, chúng ta sẽ có các thành phần bao gồm có thần kinh chảy và động mạch đi kèm với nó là tĩnh mạch chảy sau. Đây là vị trí của bó mạch thần kinh chảy sau, nó sẽ nằm giữa các cơ lớp sâu và được phủ ở phía sau bởi vách gian cơ ngang cẳng chân và cơ dép À, chúng ta còn có một nhánh bên lớn nhất của động mạch trời sau đó là động mạch mát. Động mạch này sẽ chảy lách giữa cơ chảy sau và cơ gấp ngón chân cái dài. Thì đây là hình ảnh mà vách gian cơ giữa cơ chảy sau và cơ gấp ngón chân cái dài. Chúng ta thấy sự xuất hiện của động mạch mát và đi kèm nó cũng là các tĩnh mạch. Chúng ta có động mạch và động mạch và tĩnh mạch mạc và thêm một thành phần thần kinh nữa chúng ta cũng đã từng nhắc tới khi mô tả về các cơ chạy giữa các cơ mắc dài và cơ mắc ngắn ta đã chỉ ra thần kinh mắc nông một trong hai nhánh tận của thần kinh mắc sâu của thần kinh mắc trung thì đây chính là vị trí nằm của thần kinh mắc nông Chúng ta có một mặt cắt ngang qua 1/3 giữa của cẳng chân và chúng ta sẽ thấy các bó mạch thần kinh nằm len lỏi trong các phần cơ trong các ngăn cơ mạc của vùng cẳng chân.